Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay là ngày 3 tháng 9. Và theo như lịch của nhà nước thì mình vẫn được nghỉ ngày hôm nay. Và hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi build máy tính của mình. Nhưng mà thực chất thì cũng không phải là build, mà là mình sẽ nâng cấp một số phụ kiện ở trong cái máy tính lên để có thể là chơi game cũng như là stream khỏe hơn. Và ok, mọi người hãy đi cùng mình. Xin chào, mình là Đạt. Nâng cấp thêm một số phụ kiện máy tính bởi vì là em nó hơi bị yếu một chút, vì là em muốn là sẽ là stream này cũng là chơi game này. Thế thì anh xem là anh sẽ nâng cấp cái gì cho em, thì anh nói cho em phát. Thì hiện tại giờ nhá, em thì đang mang dùng là chip i5. Thì hiện tại em đang này có rồi, nguồn em có rồi, ổ cứng em có rồi. Nếu mà bây giờ em mà nâng cấp lên đấy thì đang nâng cấp cho nó ngon hẳn lên thẳng i7 hệ mới nhất hiện tại bây giờ Intel. Và em thay cả cái main nữa. Cái main của em là main cũng đời cũ rồi á, nó là MH81. Và RAM của em thì cũng là RAM 3. Bây em thay toàn bộ cho anh là RAM 4 này lên RAM 10 skin. Hiện tại nó RGB rất là đẹp. Ok. Bây em lên con chip i7-8700. Sau em lên con bên H370 của hãng Asus ROG Strix. Nó rất là sang trọng và nó rất là đẹp nữa. Thế thì lên cái đấy xong là có thể là chơi game như stream được đúng không anh? Đúng rồi em có thể chơi game được này, em stream được rất là vô tư. Với một mức setting vừa phải, bởi vì em là cả 1060 đúng không? Đúng rồi, 6 bit. Đúng rồi, thì em setting vừa phải medium thôi, là em có thể stream rất là thoải mái, rất là mượt mà. Ok, thế thì anh có thể lấy cho em cái đấy để em xem được không? Được, được, đây anh cho em coi thử. À với cả anh cho em tư vấn một cái tai nghe để chơi game ấy. Tai nghe em chơi game em có nghe giải trí không? Ừ, có một chút chút. Nếu mà nghe giải trí thì em có thể lấy con Cloud 2 này. Cloud 2 này rất là tốt nha. Cloud 2 này thì nó có sâu card này. Sâu card. Ừ. Và có cái USB 3.0 nữa. Cắm vào USB này. Nó có hỗ trợ âm thanh 7.1 không? Có em, có âm thanh 7.1. Con này coi như là những người ấy thì đều ấy cái này đúng không? Đúng rồi, hiện tại thì trên tất cả các giải đấu thế giới á thì đại đa số là các game thủ là đều nghe tai nghe này. Ok, đấy thì anh cứ lấy cho em này đi. Ờ ok em. Em có thể coi con bên này. Đây em coi nha, đây. Em nhìn nào. Bóc cho em coi nhá. Đây là RAM này. Ừ, đó là RAM. Thì em có thể sang con main này này. Đây. Wow. Lý do anh lấy cho em cái main này á là anh muốn lấy cái điểm đen góc này. Bởi vì nếu mà em lắp cạp vào, nó sẽ là lắp vào đây, nó sẽ che mất cái đường led ở cái main ở cái góc này đi. Ví dụ như có một số hãng khác, một số sản phẩm cũ thì nó sẽ led ở đây. Thì nhưng mà em lắp cạp vào nó sẽ bị che mất cái góc này đi này. Cho nên anh lựa chọn cho em. Cái này lắp được hai cạp đúng không? Lắp được em. Ok, thì cái này led đẹp, led RGB đúng không? Đúng rồi, led RGB. Ok, thì anh cứ lấy em con này. Ok em. Còn đây, em là RAM đúng không? RAM này, là skin. Anh bóc em rồi. Còn chip thì là... Ừ, chip anh đang lấy ở kho về. Ok. Đó là i7 thế hệ mới nhất hiện tại bây giờ. Ok. Em có thể đi vào cái team setting nó rất là mượt mà nó không. Vì là các bạn chơi game này kể cả gì em cũng chơi very lâu luôn. Không, em nên bây giờ em i7 em bật medium lên cho anh. Ok. Ok. RAM này có cần thiết phải nâng cấp thêm hay là chỉ là 16GB đủ? 16GB thì với setting em chơi thì là vừa đủ rồi. Nó có bị rớt FPS hay là gì đúng không? Rớt FPS là do thứ nhất là chip này, thứ hai là do cái game nó hỗ trợ nó được tối ưu hay không tối ưu. RAM này là có RGB và tản nhiệt à? Đúng rồi, nó có tản nhiệt và RGB. Ok. Em để setting trên phần mềm được. Thế thì anh cứ lấy, thì anh cứ lấy em này nhá. Thế okay, bây giờ anh đi. Thế thì bây giờ anh tháo lắp thử ra cho em. Ok em.
Tai nghe. Bên trong này chúng ta sẽ được tặng thêm một cái đệm mút còn nhung, túi chống ẩm, mic rồi và cái đầu để chuyển đổi ấm vào ấy. Ok anh ơi. Và chúng ta sẽ có thêm đây là túi đựng tai nghe này. Đây là túi đựng tai nghe và dây để nhận cổng 1.1. Tai nghe thì mình thấy nó khá là đẹp. Xong dàn máy tính và bây giờ thì mình sẽ đi về nhà và mình sẽ show cho mọi người cái dàn máy tính của mình vào video clip sau. Và nếu thấy hay thì các bạn nhớ là đừng quên like, share, subscribe channel của mình để mình có thể động lực những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.